Ok, câu số 1 cho phương trình x bình cộng 2y bình cộng 3z bình bằng 1. Đã hỏi đây là mạch gì? Chúng ta có là cái này chắc chắn là không phải hình cầu. Bởi vì nếu như nó là hình cầu thì các cái hệ số trước cái bình y bình z bình bằng nhau, cho nên là cái này cũng không phải mạch phẳng đúng không? Do hệ số trước a b c khác nhau nên chúng ta có thể kết luận được cái câu A này đáp án là đây là mạch elipsoid. Câu số 2, cơ tính tích phân 3 của 2z với e là hình phẳng giới hạn bởi z bằng 16 chữ bình trừ y bình và mặt phẳng z bằng 7. Cái tích phân 3 đặt là y. Y bằng cái gì? Mình sẽ chuyển nó qua tích phân 2, còn cái cạnh còn lại của nó chính là cạnh z. Z thì sẽ chạy từ mặt phẳng bên dưới là 7, mặt phẳng bên trên là 16 trừ x bình trừ y bình. Còn bên trong đây sẽ là 2z. Đây là dz da. Chúng ta đã chuyển tích phân 3 sang tích phân 2, mình sẽ tính đổi cái tích phân bên trong. Đây là mình tính nguyên hàm của cái 2z này theo hình z, nó là bằng z bình, sẽ là z bình cạnh trên là 16 trừ x bình trừ y bình, cạnh dưới là số 7. Cái này sẽ bằng, đây là 16 trừ x bình trừ y bình tất cả bình phương trừ đi 7 bình là trừ đi 49, và cạnh của chúng ta là DA. Rồi chúng ta sẽ xác định cái miền D này là cái gì. Chúng ta sẽ cho hai cái z này bằng nhau là 16 trừ x bình trừ y bình sẽ bằng 7. Chúng ta sẽ giải ra được là x bình cộng y bình bằng 9. Và đây là đường tròn tâm O bán kính là bằng 3. Và chúng ta sẽ chuyển nó sang dạng polar coordinate, tọa độ cực như sau. Bên ngoài đây sẽ chạy từ 0 đến 2π. Còn cái R thì nó sẽ chạy từ 0 đến 3. Căn bậc 2 của 9. Rồi, bên trong sẽ là 16. Chúng ta có là trong tọa độ cực thì x bình cộng y bình là bằng R bình. Nên sẽ là 16 trừ R bình. Cả bình. Trừ 49. Chúng ta sẽ nhân thêm R bên ngoài. DR, DΦ. Thì chúng ta biết được là cái tích phân bên trong đây chúng ta có thể bấm máy được. Và bấm tích phân từ 0 đến 3 của 16 chữ bình tất cả bình phương trừ 49, mình nhân thêm r là nhân thêm x ở ngoài đây. Rồi, kết quả là 405. Ta sẽ tính được cái này là bằng phân từ 0 đến 2π của 405 dư phi. Cái chúng ta bấm máy được tích phân từ 0 đến 2π của 405. Đáp án là 810π. Vậy đáp án đúng ở đây là phương án D. Rồi câu số 3, toán kêu tìm x sao cho tổng sigma từ K từ 0 đến vô cùng của cái này bằng 11/3. Thì cái cách chúng ta sẽ dùng Casio để chúng ta xử lý bài toán này. Rồi, chúng ta sẽ thay cái cạnh vô cùng này bằng một cái số khá là lớn, mình chọn là bằng 50 đi chẳng hạn. Đây là k bằng 0. Rồi bên trong đây sẽ là 3 chia cho 4 mũ k. Mình trừ cho 2x mũ k cộng 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập cái biểu thức này vào máy tính. Chúng ta sẽ nhập cái biểu thức này. K là theo ảnh x. Đây, k là mình bấm x trong máy tính nha. X trong Casio. Còn cái x này mình sẽ bấm thành A trong Casio. Mình nhập như sau, bấm shift bấm chữ x này thì ra tổng sigma chạy từ 0 cho đến 50 của biểu thức là 3 chia cho 4 mũ k là x đúng không, 4 mũ x trừ cho 2 lần của x là a mũ k là x cộng 2. Bây giờ mình sẽ bấm phím can đánh chọn như x thì mình bỏ qua, bấm xuống dưới mình chỉ nhập chữ a thôi, mình nhập câu a vào lần lượt thay từng đáp án vào để bây giờ a phần tư. Đây, đây trừ cái này là không đúng. Phím can và bấm xuống dưới mình chỉ thay cái chữ A thôi, với x là biến chạy rồi, thay 1/4 của B. Đây ra 23/6. Rồi chúng ta thấy nó cũng không nó giống lắm với lại 11/3 đúng không? Bấm phím can thử tiếp xem là con nào sát hơn không. Bấm xuống dưới, bấm 3/8. Đây bạn này cũng không được lắm. Bấm phím can tiếp nào. Thử 4 đáp án, đây là tiếp theo là bấm xuống dưới bấm 1/3. Đây, ông nói là đúng 1/3 luôn. Đáp án đúng ở đây là phương án D.
bạn thấy nếu như chúng ta bấm bốn đáp án này mà nó không có giống được 11 phần 3 này thì chúng ta sẽ xem cái nào càng sát thì chúng ta sẽ càng chọn đáp án đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục câu số 4, đánh chơi tính double integral của một TA. Nếu như chúng ta thấy bên trong đích phân mà là số 1 thì chắc chắn là bài toán đang kêu chúng ta tính diện tích, đúng không, liên quan đến diện tích phần D, nó giới hạn bởi một cái phần nằm bên trong đường tròn. Vậy thế mình sẽ vẽ hệ trục đạo độ ra đường tròn tâm ô, bán kính là 2, đây là 2 đây, đúng không, đây là 2 luôn rồi, và nằm bên ngoài của hình vuông có các cái cạnh là 0 2 ở đây, 2 0 x bằng 0, y bằng trừ 2, trừ 2 0. Còn cái phần đó sẽ nằm trong hình tròn và nằm ngoài hình vuông, chưa cần tính diện tích của cái phần đó nữa. Thì mình sẽ bỏ cái phần trắng này đi. Vậy thì cái phần còn lại là cái phần bên ngoài đây, những cái khúc này. Làm sao để chúng ta tính được diện tích của phần này? Rất là dễ, ta sẽ lấy diện tích hình tròn. Diện tích hình tròn là bằng pi r bình, r bằng 2, nên chúng ta là bằng 4 pi. Còn diện tích của hình vuông bằng cái gì? Độ dài của một cạnh bình phương lên. Và chúng ta có là đây là 0,2, đây là cũng 0,2. Vậy thì độ dài của cạnh hình vuông là 2,2. Đây là bằng 2,2 bình phương bằng 8. Thì diện tích của cái phần còn lại, double integral của 1 trên bình D, là nó cũng bằng là đây, này của D của 1 dA. Và cái này sẽ bằng 4 pi trừ đi 8. Đó, đúng, đây là phương án C. Câu số 5, để toán cho hàm số fx này có local minimum, toán cơ tìm cái điểm mà tại đó điểm m này chính là minimum. Thì cái bước 1 chúng ta sẽ tính đạo hàm theo biến x. Fx là bằng cái gì? Đầu tiên là cái này sẽ là còn là 12 là hết nè. Đây còn là 4x thì là 4 cộng 4x. Y này bỏ đi, mình coi 6y này là hằng số mình bỏ đi. Cái này là trừ 2y. Rồi, và chúng ta có fy bằng cái gì? Đã là y, 4 này hết đây, là còn lại là trừ 6 trừ 2x cộng với lại 2y. Rồi chúng ta sẽ cho fx bằng 0, fy bằng 0, chúng ta sẽ được các hệ như sau, chuyển vế qua là được là 4x trừ 2y bằng trừ 4, và thứ hai là trừ 2x cộng 2y bằng 6. Chúng ta sẽ bấm máy để nó giải hệ này. Là trừ 2, 2, 6. Được hai nghiệm là 1 và 4. Thì suy ra được là x bằng 1, y bằng 4. Thì như các bạn thấy, thì chúng ta chưa biết được cái điểm này là local minimum hay maximum. Nhưng mà chúng ta có bốn đáp án này. Và chúng ta chỉ có đúng một cái điểm mà chúng ta tìm ra được thôi. Vậy chắc chắn cái điểm này nó là local minimum rồi. Và chúng ta nhìn bốn đáp án này. Để 1, 4. Đáp án đúng đây là phương án A. Rồi, câu số 6. Mình đánh kêu là tính cái line integral là cái phần ở một cái hình chữ nhật giới hạn bởi 0,0, đây là 2,0, trên đây là 2,3 và đây là 0,3. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy được là x chạy từ 0 đến 2, còn y thì sẽ chạy từ 0 đến 3. Ok, ta sẽ lưu lại này. Còn những bạn thấy cái miền này là miền kín, cho nên chúng ta sẽ sử dụng Green's theorem. Ờ, như sau, nhất là chúng ta nhìn thấy được cái này gồm hai thành phần, thì mình đây sẽ đây là PDX cộng với lại QDY. Vậy thì chúng ta có thể dễ dàng kết luận được là P là bằng 3X trừ 5Y, còn cái Q sẽ là bằng trừ XY, nên là P và Q, coi đây gọi đây là Y đi, Y thì sẽ bằng, mình sẽ đổ nó sang tích phân double integral, tích phân kép, hay là mình dê đi, của thì theo định lý Green thì nó sẽ bằng là Qx trừ Pi. Vậy thì nó sẽ bằng cái gì? Double integral thì x thì sẽ chạy từ 0 đến 2, y sẽ chạy từ 0 đến 3, Qx, Q theo định x, Q là bằng trừ xy, đúng không? Vậy Qx sẽ là bằng cái gì? Nó đạo hàm cái này theo định x thôi, bằng trừ y. Qx là bằng trừ y. Còn đây là trừ cho, chúng ta có P là bằng 3X trừ 5Y. Vậy thì chúng ta kết luận được là PI là bằng cái gì? Là bằng trừ 5. Vậy chúng ta sẽ trừ cái trừ 5 là cộng với lại 5. Ở đây là DI, DX. Chúng ta sẽ bấm máy tính là xong. Sẽ bấm tích phân từ 0 đến 3 của trừ X cộng 5. Đúng không? Chúng ta coi Y là X thôi, trừ X cộng 5. Chúng ta sẽ bấm tích phân từ 0 đến 2 của cái này.
Đáp án đây là 21, và chúng ta sẽ chọn phương án B. Câu số 7, bài toán cơ là tính electric charge bên trong một cái hình cầu với charge density là cái này, thì cái đây là ứng dụng của đích phân 3 thôi, do nó nằm trong hình cầu nên mình sẽ sử dụng spherical coordinate. Rồi bây giờ mình sẽ làm như sau, thì chúng ta sẽ viết đích phân 3 này. Rồi, cạnh trong cùng là cái R thì đi từ 0 đến 3. Tiếp theo là đỉnh theta là sẽ đi từ 0 đến pi. Và ngoài cùng là sẽ đi từ 0 đến 2pi. Rồi, bên trong đây sẽ là cái hàm charge density. Rồi, bên trong đây là căn bậc 2 của R bình đúng không? Là R. Rồi, bây giờ trong spherical coordinate chúng ta phải nhân thêm một cái lượng. Đó chính là gì? R bình sin theta. Rồi, ok. Đây là dr, d theta, d phi. Vậy cái này nó sẽ bằng cái gì? Bằng tích phân từ 0 đến 3. Mình sẽ lấy đây là r mũ 3. Rồi ok, nó sẽ coi trong cái sin theta này nó là một hằng số nó đưa ra ngoài. Vậy thì chúng ta sẽ nhân với lại phân từ 0 đến pi của sin theta d theta. Rồi, và chúng ta còn lại số 1 thôi đúng không? Đây là tích phân từ 0 đến 2 pi của 1 d phi. Đó. Thì trong cái dr này chúng ta sẽ coi cái sin theta này là một con số cho đưa nó ra ngoài để chúng ta tính vào cái tích phân từ 0 đến pi trong cái ảnh theta này. Còn lại mình chỉ việc bấm máy tính là sao? Tích phân từ 0 đến 3. Ở đây mình sẽ coi đây là x mũ 3 luôn. Nhân cho tích phân từ 0 đến pi. Và mình nhân với lại tích phân từ 0 đến 2 pi của 1. Và thu được kết quả là 81 pi. Vậy đáp án chính xác ở đây là phương án gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ bài toán cơ là evaluate the flux through the boundary surface của hình E giới hạn bởi z bằng 2 x bình cộng 2 y bình và z bằng 4. Thì chúng ta thấy là nó oriented outward thì mình sẽ nghĩ ngay đến chúng ta sẽ dùng divergence theorem. Rồi chúng ta có như sau, mình gọi cái flux này, cái kết quả này là bằng y bằng đúng không? Y mình gọi đây là y, nó sẽ bằng cái gì? Bằng tích phân 3. Đây mình e đúng không? Cho nó oriented outward nên mình để dấu cộng trước đây thôi. Còn nếu như nó inward thì mình sẽ để dấu trừ. Rồi. Đây sẽ là vector f này thì sẽ có 3 phần p, q và r. P là z trừ y, q là x cộng z, còn r là 3 z. Ở bên trong đây sẽ gồm có px cộng qy cộng rz. Và đây là dv. Còn nó sẽ bằng cộng đến phần 3 cạnh của E này. Rồi, Px thì cái này không có x nên là Px bằng 0. Tương tự QI cũng không có y hay là 0. Còn RZ, đây, đã hàm nhận Z còn 3. DV thì nó sẽ là bằng 3 lần của, đây mình sẽ đổ thành tích phân 2 cạnh, đây là D. Còn cạnh thứ 3 nó sẽ là bằng cái gì? Mình trên là 4, dưới là 2X bình cộng 2Y bình 1. Đây là DZ DA. Rồi cái này thì mình nguyên hàm của số 1 là Z, lấy cạnh trên và cạnh dưới, nó sẽ là bằng phân 2 cạnh của 4 trừ cho 2X bình cộng 2Y bình DA. Đấy, mình ghi thêm lần nữa đi. Đây là DA. Rồi, vậy thì cái này nó bằng cái gì? Bằng 3 lần tích phân của 0 cho đến 2pi. Đây là cái phi. Còn đây là 0 cho đến căn 2 của 4 trừ cho 2 x bình cộng y bình là r bình nhân cho r dr dp. Rồi, vậy còn lại là chúng ta bấm máy tính nữa là xong. Bấm bên trong cùng trước, phân đi từ 0 cho đến căn 2 của 4 trừ 2 x bình. Mình nhân thêm r và nữa là nhân thêm x. Rồi, bây giờ mình lấy tích phân từ 0 đến 2pi của cái kết quả vừa rồi là của An. Rồi mình nhân thêm 3 nữa. Đây, đáp án chúng ta thu được là 12pi. Phương án chính xác ở đây là phương án B. Ok, chúng ta sẽ đến với một câu line interval. Mình đánh kêu tính biểu thức là y bằng tích phân đường của 3x trừ 5mi với c là một cái đoạn đi từ điểm A có tọa độ là trừ 13 qua điểm B có tọa độ là 25. Thì trước hết chúng ta sẽ viết thử phương trình của đoạn thẳng AB đi. Thì như thế nào? Nó là bằng y bằng ax cộng b đúng không? Y bằng ax cộng b.
và thay điểm trừ 1, 3 vào. X bằng trừ 1 là trừ A cộng B và bằng Y bằng 3. Tương tự đây là 2A cộng B bằng 5. Giải hệ này, bây giờ chúng ta sẽ dùng Casio để chúng ta giải hệ này. Trừ 1, 1, 3, 2, 1, 5, 2 phần 3 và 11 phần 3. Chúng ta sẽ kết luận ra được đây là A bằng 2 phần 3, B bằng 11 phần 3. Đấy, chúng ta được là đường thẳng đi qua 2 điểm AB sẽ có phương trình là Y bằng 2 phần 3X cộng 11 phần 3. Rồi bây giờ chúng ta chỉ xét trên đoạn X chạy từ trừ 1 cho đến 2 thôi. Thì chúng ta sẽ suy ra được là phương trình tham số bây giờ đó chính là X thì sẽ bằng T đúng không? Y thì sẽ bằng cái gì? 2 phần 3T cộng 11 phần 3. Và điều kiện ở đây là T là cái X chạy từ trừ 1 đến 2. Trừ 1 bé hơn hoặc bằng T và T bé hơn hoặc bằng 2. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào đây thôi. Đó là Y nó sẽ bằng cái gì? Chính là bằng tích phân đi từ A đến B, tức là đi từ trừ 1 đến 2, hai cận của X. Rồi bên trong bây giờ chúng ta sẽ thay X bằng T, Y bằng 2 phần 3T cộng 11 phần 3 vào. Tức là 3X là 3T trừ 5Y trừ 5 nhân cho 2 phần 3T cộng 11 phần 3. Rồi, cái này chúng ta sẽ nhân cho cái gì đây? Nhân cho căn bậc 2 của X đạo hàm theo hình T là bằng 1, 1 bình. Cộng cho Y đạo hàm hình T là 2 phần 3 bình. Là nhân cho căn bậc 2 của X phẩy bình cộng Y phẩy bình là 1 bình cộng 2 phần 3 bình. Đây sẽ là DT. Rồi, việc còn lại chúng ta bấm máy tính nữa là xong. Bấm tích phân đi từ trừ 1 đến 2. Của cái gì? Đây là 3x trừ 5 nhân cho 2 phần 3x cộng 11 phần 3 nhân cho căn bậc 2 của 1 cộng 2 phần 3 bình là 4 phần 9. Đáp án là trừ 66.7 A hoặc là D thôi. Mình lấy là mình chia cho 27 căn 2 đi. Đây, nó không phải 1. Vậy đáp án đúng ở đây là phương án A. Để chúng ta có thể kiểm tra lại cho nó dễ như sau. Lấy cái này đây. Mình chia cho căn bậc 2 của 13 chia cho 2. Đây là 1 đúng không? Đó, vậy hai cái nó bằng nhau rồi. Vậy phương án đúng ở đây là chắc chắn là phương án A luôn. Rồi ta sẽ đến với lại câu 10. Đầu tiên là bài toán cho tích phân đường. Và bài toán kêu là tích phân này independent of path, là không phụ thuộc vào đường đi. Bài toán kêu là tính giá trị của mệnh thức Y khi đi từ A đến B. Tích phân đường thì chúng ta sẽ gồm có hai phần, ở đây là P và lần sau đây là Q. Để cái tích phân đường này independent of path thì chúng ta sẽ cho Qx bằng với lại Py. Đạo hàm của Q theo đích bằng đạo hàm của P theo đi. Ở đây nghĩa là sao? Hàm của Q theo đích đây sẽ là còn lại là alpha. Đó, còn lại Y đây hết. Sẽ bằng đạo hàm của P theo Y. Đạo hàm của P lần đi ở đây là 2. Vậy chúng ta sẽ suy ra được đây là alpha bằng 2. Vậy thì cái tích phân này Y thì nó sẽ bằng cái gì? Cái phân của C đây. Đây là 2Y DX cộng với lại alpha bằng 2. Vậy là 2X trừ Y DY. Bài toán kêu tính tích phân này khi cái đường cong này đi từ A đến B. Minh họa hình vẽ đi từ A cái tọa độ là x bằng 0, y bằng 5. Đây là A. Là x bằng 4, y bằng 0. Đây là B. Đi từ A đến B. Rồi trước hết thì chúng ta sẽ viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm AB đúng không? Sẽ có dạng là y bằng AX cộng với lại 5. Do nó cách trục tung thành điểm 5. Đã đi qua điểm 0, 4 nữa. Bằng... À, đi qua điểm 4, 0 là x bằng 4, y bằng 0. Thì ta sẽ suy ra được đây là y sẽ bằng trừ 5 phần 4 x cộng với lại 5. Chúng ta đã có phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm AB. Chúng ta sẽ biến nó thành tham số. Đây, cái phương trình tham số của đoạn AB. Chính là x thì chúng ta cho nó bằng t thôi. Cái y thì chúng ta sẽ cho nó là bằng trừ 5 phần 4 x là trừ 5 phần 4 t cộng với lại 5. Và điều kiện ở đây là T sẽ chạy từ 0 cho đến 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức tích phân đường loại 2 thôi là xong.
là tích phân chạy từ 0 đến 4 của 2y là 2 nhân cho trừ 5 phần 4t cộng với lại 5. Rồi, nhân cho x phẩy t. X phẩy t là số 1 đây. Đó. Giờ mình cộng với lại cái gì? Bây giờ mình cộng với lại 2x trừ đi y. 2t đúng không? X là t trừ đi y trừ 5 phần 4t cộng 5. Rồi. Mình lấy cái này mình nhân cho y phẩy t, tức là nhân cho trừ 5 phần 4. Dt. Đây là đáp án của bài toán. Rồi bây giờ mình bấm máy là xong. Tích phân từ 0 đến 4 của 2 nhân cho trừ 5 phần 4 x cộng 5 nhân cho 1 mình bỏ đi, mình cộng với lại 2 x trừ cho trừ 5 phần 4 x cộng với lại 5. Rồi mình nhân cho trừ 5 phần 4. Đây. Thì đáp án chúng ta thu được là 25/2. Vậy phương án chính xác ở đây là phương án C. Câu 11, bài toán kêu là tính khối lượng của một cái vật thể có cái hàm density của nó như thế này. Thì các bạn hiểu đây chỉ là một cái việc là chúng ta tính đây, tính tích phân y, phân double integral, x là chạy từ trừ 1 đến 3. Đây, nằm trong cái hình chữ nhật này, và cái y là chạy từ 2 đến 4. Của cái hàm bên trong đây là x bình cộng y bình. Và chúng ta ghi là dy dx bằng cái gì? Phân từ trừ 1 đến 3. Và mình tính nguyên hàm của biểu thức bên trong theo hàm y, đúng không? Sẽ bằng x bình y cộng y mũ 3 chia cho 3. Cạnh ở dưới là 2 và cạnh ở trên là 4. Cái này là dx. Như các bạn thấy thì chúng ta sẽ bằng phân từ trừ 1 đến 3. Thay cạnh trên vào, thay cái số y bằng 4 vào là bằng 4 x bình cộng 4 mũ 3 chia cho 3 là 64/3. Đây là cạnh trên, mình trừ đi cái cạnh dưới, mình thay số 2 vào. Đây là 2 x bình, 2 mũ 3 là 8, là cộng với lại 8/3. Tất cả dx. Đó, rồi bây giờ chúng ta đã có một hàm dx rồi. Chúng ta chỉ việc chúng ta bấm máy tính một cái nữa là xong. Chúng ta bấm tích phân từ trừ 1 đến 3 của hàm bên trong đây là 4 x bình cộng 64/3 trừ đi 2 x bình cộng với lại 8/3. Đây, chúng ta không cần phải rút gọn mà để máy tính tính luôn. Đáp án là 280/3. Vậy thì phương án chính xác ở đây là phương án D. Câu số 12, bài toán cho một vật thể E nằm bên trong hình trụ x bình cộng y bình bằng 5 và nó kẹp giữa hai mặt phẳng. Nó kêu tính thể tích của nó. Mình nhớ là chúng ta có thể tích sẽ là bằng tích phân 3 đúng không? Triple integral của phần E này gặp đây là 1 dv đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đưa nó thành tích phân 2. Và cái cạnh ngoài cùng của nó chính là hai hàm z, z ở dưới là x cộng y cộng 1 và z ở trên là x cộng y cộng 4. Bên trong đây là 1 dz và cuối cùng là da là diện tích. Rồi thì cái bên trong đây thì mình bằng thế nào? Tích phân 2 của d. Và bên trong đây là nguyên hàm của 1 là chữ z đúng không? Mình thay cạnh trên trừ cạnh dưới. Thì bạn biết rồi, cạnh trên là x cộng y cộng 4 trừ đi cạnh dưới là x cộng y cộng 1. Rồi đây là DA. Và chúng ta có là hai này trừ đi nhau là số số 3. Nó bằng tích phân 2 của D. Đây là 3 DA. Rồi và D là cái phần nào? Nó nằm bên trong hình hình trụ x bình cộng y bình bằng 5. Cái góc thì đi từ 0 cho đến 2pi. Còn cái R thì sẽ đi từ 0 cho đến căn 5 của 3 nhân cho R, DR, DP. Rồi thì các bạn bấm máy cái bên trong trước. Là phân từ 0 cho đến căn 5 3R là 3X. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy tích phân từ 0 đến 2pi của cái này nữa là xong. 0 cho đến 2pi. Và đáp án là 15pi. Vậy phương án chính xác đây là phương án D. Rồi, câu số 13 cho hàm fxy như thế này. Thì bài toán kêu là tính fx tại điểm x bằng 1 và y bằng trừ 1. Rồi thì chúng ta có là đây là đạo hàm thể tích. Nên chúng ta sẽ coi cái y bằng trừ 1 này là một cái số luôn. Thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta thay cái y bằng trừ 1 vào từng trong chỗ này. Rồi ok. Rồi bây giờ để xem sao để chúng ta làm cho nó nhanh. Chúng ta sẽ nhập nguyên cả hàm này vào trong máy tính.
Tức là bạn phải chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng đảo hàm tại một điểm trên máy tính. Chúng ta nhập cái hàm này vào bên trong đó. Ship. Đây là chức năng này. Bây giờ chúng ta sẽ nhập y chang cái biểu thức đó vào bên trong. E mũ x mũ 3 trừ y mũ 8. Trừ y mũ 8 mà có thể nhầm nhanh được là y bằng trừ 1 đúng không? Y mũ 8 bằng 1. Nhân cho sin của x mũ 3 trừ cho y mũ 8 là 1. Với mẫu là ln 1 cộng cos của x mũ 3 trừ đi 1 tất cả mũ 10 cộng x mũ 3 trừ đi 1. Và chúng ta hỏi tại điểm nào thì chúng ta sẽ nhập cái x bằng 1 vào. Đó, còn một số này mình là đây là sin mũ 9. Đây sin mũ 9. Ok. Rồi, đây là đây. Rồi. Ta sẽ bấm phím bằng. Máy tính nó ra không. Và vậy thì đáp án chính xác đây là phương án A. Thế còn đấy, thay vì chúng ta giải tay thì chúng ta tính đạo hàm biểu thức này nó khá là dài. Thì chúng ta sẽ có cách làm nhanh hơn là chúng ta sẽ sử dụng chức năng tính đạo hàm tại một điểm trên Casio. Và chúng ta sẽ tính được dễ dàng là đạo hàm của biểu thức này tại điểm 1 trừ 1 đạo hàm là x là bằng 0. Câu 14 cho cái phần S là một phần của cái mặt paraboloid Z bằng 2X bình cộng 2 bình nằm bên trong hình trụ này, thì nó hỏi là hình chiếu của S lên trên bằng OXY. Thế các bạn tưởng tượng như sau, giả sử đây là trục tọa độ OXYZ đi, đây là Y, đây là X và đây là Z. Rồi phần đó nó nằm bên trong hình trụ X bình cộng Y bình bằng 1 đúng không? Đó là một hình trụ đây như thế này, trụ lên đúng không, hình trụ này tiến đến vô cùng luôn là đúng không. Thì khi mà chúng ta có paraboloid này là z bằng 2x bình cộng 2y bình thì nó là một cái đồ thị gì đó đúng không, nó bao bên xung quanh hình trụ này, thì cái hình chiếu của nó xuống hình trụ này chấm thì nó sẽ là cái phần đồ thị x bình cộng y bình bé hơn là bằng 1 đúng không. Đó, vậy đáp án chính xác ở đây là phương án D. Câu 15, bài toán chơi dùng linear approximation để xác định xấp xỉ giá trị của f trừ 1.99 và 3.01. Mình coi hai cái điểm này là x và y, toán kêu tính xấp xỉ f(x,y) đúng không? Chúng ta có công thức là f(x,y) nó sẽ xấp xỉ cái gì? Chính là f(x) tại x0, y0 nhân cho x trừ x0 cộng với lại cái gì? f(y) tại x0 y0 nhân cho y trừ đi y0. Chúng ta sẽ cộng cuối cùng là cộng cho f(x0, y0). Đây là công thức linear approximation. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn là x0 bằng -2 đúng không? Là một cái số nguyên mà nó gần cái này nhất, là chúng ta sẽ chọn x0 bằng -2 và y0 sẽ bằng 3. Đúng không? Hai số nguyên gần cái này, gần cái -1.99 và 3.01 nhất. Rồi chúng ta có fx tại -23 thì chúng ta đã có trên đề là fx tại -23 là bằng -1 nhân cho x trừ x0 tức là -1.99 trừ cho -2 là cộng 2. Và mình cộng tiếp tục cho fy là bằng -3, trên đề đã cho này, nên là y trừ y0 là 3.01 trừ đi 3 cộng với lại cái cuối cùng là fx0 y0 là bằng -2. Chúng ta đã có được cái này. Bây giờ chúng ta chỉ việc bấm máy là xong. -1 nhân cho 0.01 cộng với lại -3 nhân cho tiếp tục là 0.01 cộng với lại -2 2.04 2.04, và chúng ta sẽ chọn phương án A. Rồi chúng ta sẽ đến với lại câu 16. Bài toán kêu chúng ta là tìm phương trình mặt tiếp tuyến tại điểm 102. Chúng ta có một cái nhận xét như sau. Cái điểm 102 này ta thử thay cái tọa độ điểm M này vào cái phương trình của cái mặt phẳng này, thì chúng ta thay z bằng 2, y bằng 1, cái này không nó bỏ đi, cộng với lại 1 thì chúng ta thấy nó bằng 0. Vậy cho nên là chúng ta có thể kết luận được đây là M thuộc cái mặt phẳng P này, mình gọi cái mặt phẳng này là mặt phẳng P, thì M thuộc mặt phẳng P. Các bạn thấy thì giả sử chúng ta trong không gian này, chúng ta có cái mặt phẳng như thế này, đã có một điểm M nằm trên mặt phẳng này, đó kêu là tìm tiếp tuyến của mặt phẳng tại cái điểm M thì chắc chắn là chính là mặt phẳng đó luôn đúng không?
tiếp tuyến của một điểm trên mặt bằng là chính nó. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thì ta thấy ngay cô B thôi. Cô B là nó giống với lại cái mặt phẳng này nhất đúng không? Đây là trừ 3 nhân trừ 1 vào đúng không? Trừ 4, trừ 1, trừ 1 đúng rồi. Thì câu này một câu không khó, tuy nhiên chúng ta phải để ý được là tiếp tuyến của một điểm nằm trên mặt phẳng chính là mặt phẳng đó luôn.